Chào mừng tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh 5K TV. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người. Tiếp tục series khảo sát bất động sản của huyện Nhân Trạch, hôm nay chúng ta sẽ cùng khảo sát qua hai lô đất có vị trí gần đường cầu Cát Lái, đường Liên Cảng, đường 25C, rất tiềm năng trong tương lai. Hiện tại Thuận Thiên đang đứng ngay trên đường đất rộng khoảng 6m, thuộc tờ số 6 xã Phước Khánh, chỉ cách đường Phạm Thế Vượng 50m mà thôi ạ. Và đây là hai lô đất mà chúng ta sẽ khảo sát trong clip ngày hôm nay. Lô đất đầu tiên có diện tích là 1.220m², chiều ngang là 25m, chiều dài là 48m, hình thể rất là vuông vức ạ. Lô kế bên có diện tích là 1.242m², chiều ngang là 20m, chiều dài là 50m và nở hậu là 24m. Hai lô đất này đều có hình thể rất là vuông vức, vừa có mặt tiền đường ô tô, mặt hậu là kênh nước trong xanh rộng khoảng 15m ạ. Và Thuận Thiên đang đứng trên cầu cạnh bên khu đất ạ. Dưới chân cầu là kênh nước trong xanh chảy thông với sông Ông Kèo và thông với sông Lòng Tàu đi ra tới biển. Phía bên kia là cái cầu Phước Khánh, cách chỗ Thuận Thiên đang đứng khoảng 2 km. Cầu Phước Khánh thuộc tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành, sẽ kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây với Nhân Trạch. Và hiện tại cầu Phước Khánh chỉ còn 2 nhịp cầu nữa thôi là sẽ được thông xe ạ. Từ trục đường chính Phạm Thế Bường nhìn vào khu đất, cách 700m phía bên trái là nút giao giữa đường Phạm Thế Bường và đường quận 2 Nhân Trạch. Cách 500m phía bên phải là khu tái định cư Phước Khánh. Tiếp đến là nút giao giữa đường Phạm Thế Bường và đường Liên Cảng, giúp chúng ta có thể di chuyển tới đường 25C để đi sân bay quốc tế Long Thành, hoặc đi cao tốc Bến Lức Long Thành để đi các tỉnh miền Tây hoặc là Bà Rịa Vũng Tàu. Đường Phạm Thế Bường vốn là con đường vô cùng tiềm năng, khi cùng lúc kết nối nhiều tuyến giao thông liên vùng trọng điểm. Khu đất này thừa hưởng nhiều lợi thế tiềm năng từ đó, nên nếu như cô chú anh chị yêu thích không khí mát mẻ bên những dòng kênh êm ả, hay là các nhà đầu tư lấy hạ tầng giao thông làm ưu thế đón đầu, thì đây đúng là một vị trí để chúng ta tìm hiểu ạ. Vừa rồi chúng ta đã khảo sát qua hai lô đất thuộc tờ số 6 xã Phước Khánh. Nếu cô chú anh chị quan tâm thì có thể để lại thông tin bên dưới hoặc gọi vào hotline của 5K TV. 5K TV sẽ hỗ trợ trực tiếp cô chú anh chị để kết nối với chủ đất. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Chúc cô chú anh chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cùng đồng hành với 5K TV. 5K TV kênh thông tin chuyển động cùng Nhân Trạch. Xin chào và hẹn gặp lại.